so anh hôm nay với hôm qua ấy, thì tôi thấy lúc tối qua tôi đến ấy, anh hơi lơ mơ buồn ngủ. Có đúng không? Yes. What changed? Compared from yesterday to today, what changed? Thế thì tối hôm qua nhé, anh so sánh tối hôm qua với sáng nay thì anh thấy có gì khác biệt? Khác nhiều lắm chứ. Oh. Khác nhiều lắm. Dạ. Sáng nay là almost completely changed. Yeah. From the sleepy, right? Yeah. Situation from the clear mind. He's now clear and awake. Sáng nay dạ, bây giờ anh tỉnh táo rồi anh. Sáng nay em dậy em đã tắm rồi. Oh, he took a bath this morning. Oh. A shower. Anh Chính à, ngoài về 2 tiếng rồi. Yeah. Because the Mr. Quang said that. They look so well today because since the first dose of Chaviantos, yeah, now already set yeah, more than 72 hours on. It's 2:30. No. 72, more than 72. Yeah, now 72, yes. Yeah, 72. At the main period of detoxification. Yeah. I asked him yesterday whether the climax of the detoxification is over, and he said no. Yeah. Mm. And what does he think now? Mm. Hôm qua anh có nhớ là tôi hỏi anh cái gì? Tôi hỏi anh là cái giai đoạn mà giải độc cắt cơn đã qua chưa thì anh bảo chưa. Thế hôm nay thì anh bảo sao? Đến đỉnh chưa thì chưa. Hôm nay. Thế hôm nay thì sao? Hôm nay thì qua rồi. Oh, he came over. Everything is fine. And yesterday he said rest to feel fine is a dosage of heroin. Yesterday, yeah, he said. Tối qua tôi còn nhớ là ông có nói với tôi. Bây giờ mà ông được một liều nữa thì ông tỉnh táo ngay. Remembers. Yeah. And what is things today? Thế còn hôm nay thấy nào? Hôm nay thì không, có cần nữa không? Không cần nữa. Cơ thể đó nó không. Because his system, his body now has no need to take heroin anymore. Mm-hmm. He said cơ thể không đòi hỏi. What is, could he tell what is different? Bây giờ cái sự khác biệt là tại sao như thế nào? Anh thấy được. Tức là hôm qua thì trong cái tối hôm qua thì là người nó vẫn mệt mỏi. Mệt mỏi thì muốn cho có hít hay đi cho nó khỏe. Tired. And if by the time he thought that if he could have a very small quantity of heroin and he would become how to say normal, healthy, yeah, and normal. Yesterday he thought that, but today, this morning, he has no need anymore. Because it is not his first detoxification. What is the difference of this detoxification to detox before? Yes, before. Because it's not the first. Yes, compared to others. Tôi hình như tôi được biết là ông cũng không phải đã bỏ một lần và ông đã từng cai ma túy với các cái thuốc khác hay là bằng chính bản thân ông. Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi ông thế này, ông hãy cho tôi một ý kiến của ông, đánh giá sự khác nhau hay là ông so sánh những lần trước đây so với lần này ông cai ma túy. So với lần này thì nó ưu việt hơn rất nhiều. He said that the detoxification with Hiantos has a lot of advantages compared to the past, his past detox. Mấy lần trước thì một lần em cai đầu tiên là cai bên Bát Tràng, cai ở nhà thị trường, thuốc lú thuốc rất gì hay là thuốc Fukusa đấy. Thì là uống thuốc vào xong là coi như là mắt hoa hết, không nhìn thấy ai. He's telling you about his past experience with other detox before this time, right? He said that
as he remember with other medications. Hufusa and another one, there's no name, the medications with that name. He took at oriental but medical practitioner, a woman, but he took the first dosage, and you know he cannot see anything. The eyes, but for example, he could see if he saw a small piece like a toothpick, for example, and he saw this maggot. An insect, but a lot of insect around him. That it, yeah, no, not the inside, but he saw. Yeah. Like hallucinations. Yeah. Okay, thank you. Very impressive. Cảm ơn anh. What was your night? Ah, thế nào? Ông qua ông ngủ thế nào? I had a good sleep yesterday. Was it, is there a difference between yesterday and today? Ngày hôm qua, ngày hôm nay mà anh so sánh ngày hôm qua anh thấy có tiến bộ hơn, có khác hơn không? Có hôm nay trở lại chuyện bình thường. Yeah, I could say that. He said that I could say that normal now. Normal now. did you dream from heroin or